Hello, Quang Nhiên xin mến chào tất cả mọi người, xin mến chào các bạn nha. Hôm nay là tháng 7 rồi, ngày 14, giữa tháng 7, hè 2018 nha. Và bây giờ mình chính thức làm cái video này, mình muốn chia sẻ với các bạn hiện tại bây giờ chiếc xe mình nó đã được kéo câu lên trên đây. Sau khi vài tuần và nó đã nằm đây chừng 2 tuần rồi, khoảng đó đó, thì mình phải tốn rất là nhiều công sức để không có dục nó đi. Mình sẽ cố gắng mình làm cho đến thời cuối cùng luôn, là mình sẽ check hết tất cả lại trước khi mình sẽ dục nó hoặc là làm gì đó, thì mình sẽ check hết tất cả lại, mình sửa nó luôn nếu mà có thể. Còn không thì mình sẽ lúc đó mình tính sau, nhưng mà tại vì mình còn có không có còn bao lâu nữa, cái thời gian mình còn rất là hạn hẹp. Còn chừng có vài tháng có thể gia đình mình mua rồi, cho nên tất cả chiếc xe mình phải đi hết. Thì hôm nay là một ngày, giờ cũng gần tối rồi, tại mình bận rộn một chút thì làm video hơi tối. Để mình chỉ dẫn các bạn một chút xíu về chiếc xe mình. Hiện tại là mình đã câu nó lên đây rồi và đậu nó ngay ngắn đàng hoàng rồi. Đậu y chang như cái chỗ, như cái lúc mà ban đầu mà mình mua chiếc này về mình lắp máy này nọ đó. Coi như lắp máy từ đầu đến đuôi đó, là ban đầu là mình đậu như vậy nè. Ok. Thì đây có nghĩa là coi như giống như lần thứ hai là mình làm lại lần nữa thôi. Ok. Có thể là mình phải tháo máy ra này nọ nữa. Rất là cực khổ. Thì quá trình này thì đây là cái video đầu tiên mà mình update nha. Video update mà lâu lắm rồi, mà đây là cái video đầu tiên để mình update và bắt đầu để mà trước khi vô để mà tháo nó, chỉnh nó, sửa nó hay là check nó, thì đây là cái video đầu tiên. Ok, ra mắt cho các bạn thấy. Ok, thì bây giờ nó đã đậu đây rồi, mấy tuần nay mưa này nọ rồi thì chiếc xe mình nó dơ lắm. Ok, chiếc xe mình nó dơ lắm, nó dơ xung quanh rồi, ở trong cái máy nó cũng dơ nữa. Thì mình đậu đây mấy tuần rồi, sau khi nó câu lên mình bận quá không có thời gian, bây giờ mình mới có thời gian để mình chuẩn bị check nó, để sửa nó, để coi tính coi là sửa nó được hay là không được, rồi phải dục nó nữa. Ok, thì sẽ mất rất là nhiều thời gian. Thì để mình sau khi mình nghiên cứu này nọ thì để mình giải thích một vấn đề trước khi mình làm nó, thì nói chung là mình phải làm sạch nó. Ok, trước khi mình sửa nó này nọ mình phải làm sạch nó. Thì bây giờ nó dơ lắm, ở trong cái máy bây giờ nó bụi không à, cát bụi rồi nè, cỏ lá này tùm lum đó nè. Bây giờ là xung quanh xe là nó ở dưới cái engine này, ở trong xung quanh engine nó dơ lắm, cái trong cái xung quanh cái máy này nó dơ lắm. Thì mình phải coi như là mình phải dùng cái bình khí này nè, cái bình này là gọi là bình air compressor. Ok, cái bình khí này nè, rồi mình khí này á, để mình nói một chút xíu luôn. Ok, nếu mình giải thích một chút xíu luôn cho các bạn nào mà ở Việt Nam hoặc là ở bên Mỹ này mà có cái bình air compressor đó mà chưa có biết dùng á, thì mình sẵn đây mình chỉ sơ sơ luôn. Còn nếu mà các bạn mà biết dùng rồi á, hoặc là có nhiều bạn có cái máy giống mình á, hoặc là chưa có máy giống mình mà muốn mua cái máy giống mình á, thì đây mình chỉ luôn cho các bạn biết. Ok, mà những người mà có cái máy giống mình rồi á, thì có thể các bạn biết dùng, có thể các bạn chưa biết. Bạn nào mà chưa biết á, thì nhìn theo hướng dẫn của mình chỉ sơ sơ là có thể biết dùng rồi. Ok, ok. Thì mình chưa có làm cái review cho cái máy này, tại mình mua máy này lâu lắm rồi. Lúc đó thì mình không có làm nhiều review về đồ đạc, thì cái vỏ, cái bát, cái hộp mình cũng quăng luôn rồi. Thì có lẽ là mình sẽ làm cái review mà nó cũ rồi. Ok, cái này cũng 3 năm rồi. Cái bình than này với cái máy, nó bình than này có máy chung nha, 3 năm rồi. Thì có thể mình làm cái review, mình làm giống như là nói tóm tắt về cái bình này nó sử dụng như thế nào, thì mình nói sơ sơ thôi. Mình sẽ làm cái video nói nhiều hơn nữa trong một lần khác, nhưng mà lần này thì mình sẽ chỉ sơ sơ về cái máy này nha. Thì cái máy này á, cái máy than, máy e khí này á, thì nó 21 galon, nó chứa 21 galon e nha, là khí á, chứa 21 galon khí, và nó 2.5 horsepower, là cái con ngựa mà sức mạnh của cái máy á, là tới 2.5 horsepower. Ok, còn PSI á, nó lên maximum á. Ok, máy mình cũng cũ rồi, cho nên giấy sticker này nọ nó cũng bị bung á. Mình cố gắng mình dán nó, mình cũng dán có vài chỗ, mình cũng dán tùm lum đó nè. Mình sẽ phải dán lại, nó chóc ra hết rồi thì nó không được tốt thôi, mình phải dán lại.
Mình cũng dán đây đó vài cái. Hồi trước mình có dán đồ chỉ dẫn, nhưng mà bây giờ mình quen dùng rồi, mình không có dán mấy cái đồ chỉ dẫn nữa. Chỉ dẫn của mình viết đó nha, là tự là coi như cách dùng của mình đó. Sau khi mình đọc cái giấy này nọ đó thì mình tự viết ra, thì mình dán lên, viết ra là cách dùng như thế nào, mỗi lần dùng như sao đó, thì xong rồi mình dán lên. Nhưng mà bây giờ nó chóc hết rồi, thì để lần sau mình phải làm lại. Ok, trở lại nói về vấn đề cái máy này á, thì nó 125, nó maximum, nó tối thiểu coi như là nó đẩy ra tới 125 sức PSI nha. Là ở đây nó có hai cái kim đồng hồ nha. Cái kim bên đây á là sau khi bạn bạn mà sạc sạc cái bình, cái máy này sạc cái bình cho nhiều khí rồi đó, nó sẽ lên tối đa là 100 PSI nha. Ok, ở đây cái kim nó để tới 200 mấy, nhưng mà nó không có lên tới 200 mấy đâu. Ok, nó chỉ sạc cho đến chừng 100 PSI thôi là nó ngừng thôi. Và cái kim bên đây á là cái kim của mình dùng nè. Ok, bây giờ để mình tắt nhẹ bớt chút nha. Ok, nó xì nè, thấy chưa, nghe nó xì không? Mình tắt bớt để mình giải thích các bạn mới hiểu. Ok, thì ban đầu á, lúc mà mình sạc cái bình này á, thì các bạn phải sạc gì nè, gắm cái điện outlet 3 này nè, thấy không? Mình đã gắm vô cái tường của mình sạc rồi, vừa mới sạc xong rồi, nó đầy rồi, sạc khoảng chừng 5-10 phút gì đó, sạc cũng hơi lâu nhưng mà nó đầy rồi. Thì lúc mà nó đầy rồi, cái kim này nó sẽ lên 100 PSI, đúng không? Ok, cái kim này nó sẽ lên 100 PSI. Và cái kim bên đây á, nó sẽ để số 0, tại mình chưa có dặn gì hết á. Rồi các bạn sẽ phải mua cái sợi dây này, sợi dây này sợi dây da nha, tốt hơn sợi dây cao su nha. Sợi dây này là sợi dây da, hình như 30 feet là tới 40 đồng hay sao đó, khoảng đó đó. Thì mình phải sắm cái bộ dây da này nè, bộ dây khí này nè, ok, để mình có thể mình dùng cái súng để mình bắn khí, ok, bắn e. Rồi xong mình phải kiếm cái súng giống gì nữa, cái súng e giống gì nữa nè đó. Rồi mình cũng phải biết cách để mà gắn nó vô, phải không? Mấy cái inlet outlet này nào, mình phải có cái băng keo mà gọi là, nó gọi là Teflon tape á, băng keo thiệt là mỏng á, mà giống như giấy vậy đó, để mình ráp ở trong đây nè đó, mình quấn ở trong đây nè, rồi nó mới kín được, chứ nếu không là mình gắn vô nó xì e ra, nó xì e ra cái súng này nó bị lỏng rồi, tại vì mình chưa có gắn cái đó. Nhưng mà tất cả mấy cái chốt ở đây đó, mình gắn hết rồi, mấy cái connection ở đây mình gắn hết rồi, gắn mấy cái băng keo đó. Giờ thì mình không có thể mình làm cái video full review của cái máy này, mình sẽ cho các bạn thấy cái băng keo đó. Nhưng mà cái băng keo đó gọi là Teflon tape, ok, Teflon tape nó rất là mỏng, nó như tờ giấy vậy đó, nhưng mà nó dai lắm. Thì mình quấn ở trong mấy cái này nè, quấn nó vô đây rồi mình mới dặn mấy cái này vô, nó chắc hơn, ok, nó không bị xì hơi ra. Ok, sau khi rồi mình phải mua mấy cái cục này nữa nha, hình như cục này là nguyên một bộ nó luôn á, nó đầy đủ lắm. Để bữa nào mình làm cái video cho các bạn thấy nguyên một bộ luôn, là nó có nhiều lắm. Thì ở đây là đơn giản là mình chỉ các bạn để làm sao mà bắn khí ra để xịt cho nó, coi như là xịt e khí cho nó sạch cái máy thôi. Ok, thì mình cần cái súng như nè, sau khi mình connect hết rồi thì mình connect vô cái súng. Ok, để mình connect vô cái súng luôn. Ok, rồi mình connect vô cái súng rồi á, thì mình phải bấm cái này nè. Mỗi lần connect vô á, là bây giờ tối rồi trời. Wow, quá tối rồi, không biết mình làm cái video này kịp hay không nữa, nhưng mà để ráng thôi. Nếu không mình sẽ cắt xong mình quay nó có đèn pin nha. Bật đèn lên mình quay nha. Ok, thôi để mình làm giờ luôn đi. Mình bật đèn lên, thôi để chút nữa đi, để chút tối đi, mình bật đèn mình quay rồi mình cắt ráp tiếp nữa. Ok, thì các bạn phải kéo cái này xuống, mỗi lần mở ra mở vô nè, ấn nó xuống nè, ấn nó xuống rồi mới đút cái súng vô được. Ok, đút nó vô được. Ok, bên đây cũng vậy thôi, bên phần bên đây á, cắm vô máy á, thì cũng vậy, mình phải bấm nó để đút cái ống này vô. Ok, nhưng mà các bạn nên nhớ nha, sau khi mà các bạn dặn rồi đó, để mình chỉ trước khi các bạn đút mấy cái ống này thì mình chỉ trước đó là sau khi mình sạc rồi đó, sạc nó đầy cái bình rồi đó, thì mình sẽ nhìn cái kim bên đây. Ok, đầu tiên á, để mình nói sơ sơ thêm một chút về cái máy nha, để sử dụng nó nè. Đây là cái filter nè, các bạn cần phải mở ra check. Nếu mà ai có cái máy giống mình á thì có cái filter giống gì nè, thì các bạn mở ra check, ở trong đây nó có cái filter này nè, coi nó có dơ bụi không, cát đất gì đó, mình thổi nó ra cho nó sạch. Ok, chủ yếu là cho nó sạch thôi đó, đóng lại kính. Ok đó, rồi dầu nhớt á thì nó ở đây. Ok thôi, coi bộ là mình phải bật đèn rồi. Ok, để mình cắt cái nha, trở lại nha. Ok các bạn, trở lại nói đến hồi nãy mình nói tới filter rồi, đó gì check filter như thế nào, đó gì
Thì cho mở ra sẵn đây, mở ra cho các bạn coi cho nó rõ, hồi nãy không có đèn. Đó. Đó thì cái filter nó đây nè, đó. Coi nó có dơ không, thổi nó lấy ra thổi nó chùi nó cho nó sạch vậy thôi, xong đóng nó kín lại. Rồi tới cái phần dầu á. Ok. Chưa gì mình đã làm full review luôn rồi. Kệ nó sơ sơ thôi nha. Thì bây giờ á mình phải check cái dầu đúng không? Luôn luôn check cái dầu. Ngay đây nè. Cái vòng tròn đỏ đó đó, các bạn sẽ coi nó. Bây giờ không phải ban ngày cho nên khó thấy lắm. Nhưng mà nó tóm lại á, là dầu á, nó phải ngay chính giữa, ok. Nó ngay chính giữa cái ron nó ở trong đó đó, ok. Là nó tốt hơn, đừng có bao giờ để nó thiếu. Hơn một chút xíu cũng không sao, nhưng mà đừng hơn quá. Đây nè, nó có đề nè, đó. Ngay giữa vòng tròn này là tốt rồi đó nha. Còn lượt qua khỏi là overfill đó, là quá rồi đó. Còn dưới đây là thấp quá, ok. Đó, nó tóm lại là gì đó. Còn dầu của mình bây giờ hình như hơi bị cao á nha. Mình hồi đó giờ đó, mấy năm rồi mình dùng á, mình dùng nhiều lắm. Mình dùng cái máy này hả, coi như là mới làm cái nhà ở trong cái trần nhà đó, mới bắn sơn này nọ, nó cũng dùng cái máy này để làm nè. Còn nói chung là mình dùng cái máy này cũng nhiều lắm á, làm nhiều việc lắm á, mà đến giờ này mấy năm nó vẫn còn tốt như thường à. Ok, quan trọng là mình bảo bảo quản nó, ok, bảo trì nó thôi. Bảo trì nó mỗi ngày, mỗi lần mà mình dùng là mình phải làm cho nó sạch liền, ok. Bằng cách sau đây là mình sẽ nói thêm chi tiết một chút xíu nữa, sau khi mà mình chỉ các bạn làm sao mà nói về clean cái máy một chút nữa nha, ok. Để mình nói xong cái này đã, để mình chỉ dẫn thêm một chút về cái máy này nữa, là mình coi dầu ở gì. Đây là cái nắp để đổ dầu vô nè. Thì đó giờ mình cũng chưa thay dầu nữa nữa. Đáng lý là bây giờ mình phải thay rồi, tại dầu trong đây nó cũng nâu rồi, ok, nó nhìn đi sữa rồi. Thì đáng lý là nay mai là mình phải có việc là mình phải thay cái dầu mới đi, ok. Đó giờ mình chưa có thay, mình chỉ châm vô thêm thôi, nó thiếu mình châm thôi. Nhưng mà tất nhiên phải thay trong nay mai rồi. Thì như vậy á, thì mỗi lần mình thay mình châm á, thì mình cứ tháo này ra thôi, ok. Tháo này ra mình châm thôi. Rồi đó, đó là cái nắp, ok. Thì sau khi mình check nó đàng hoàng rồi đó, nó đúng rồi đó, thì mình cứ việc mình gắm cái dây điện vô để mình sạc nó, ok. Mà trước tiên á, các bạn sạc nó đó, các bạn phải nhớ là mình phải cần có cái cây kìm này nè, ok. Make sure là coi như là tốt nhất là mình check ở dưới đây nè, nó có cái con ốc nè. Con ốc này là con ốc xả nha, con ốc xả 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 khí á, ok. Con ốc xả đó là mình dặn nó chặt rồi, ok. Bây giờ mình đã chặn nó chặt rồi, trước khi mình sạc khí vô thì sau khi mình dùng á, thì mình phải dặn nó lỏng ra để cho khí nó ra. Dặn nó ra thì khí nó sẽ bắn ra hết luôn, ok. Khí e đó, ok, khí e nó bắn ra hết rồi. Thì để mình có còn nhện nhện nữa ta. Mình sợ nhện nhện lắm á nha, nhện nhện cắn chích cái là không có ổn đâu á. Bị dị ứng nặng luôn á. Ok, bữa giờ mình giết cũng nhiều nhện nhện lắm rồi. Nhện nhện nhỏ, nhện to không cần biết, coi như gặp nó là gặp nó đâu là giết tới đó, tại vì nó cắn là không có tốt cho da mình, nó cắn một cái là coi như là đi luôn á, coi như nổi da gà hết luôn á. Ok, bây giờ nói về sạc nó, ok. Thì mình gắm cái dây vô mình sạc nó, thì đương nhiên là mình phải làm chặt cái con ốc khí, cái ốc cái xả khí á, mình phải làm chặt nó trước khi mình sạc cái khí, sạc cái máy, sạc khí vô trong cái bình này, ok. Thì lúc mà nó sạc đầy rồi đó, thì cái kim này nè, cái kim này nó sẽ chỉ lên tới cả cả 100 PSI luôn, ok. Là cái kim bên đây á, là bắt đầu là cái kim này là cái kim mình dùng, mình chỉnh mình dùng á, ok. À, lúc mà các bạn gắm điện vô sạc đầy rồi gì thì tự động nó tắt, ok. Tự động nó tắt. Còn các bạn mà muốn tự động tắt á, thì bấm kéo qua đây nó tự động nó tắt. Còn các bạn muốn nó hoạt động á, thì bấm qua ô tô nè là on á, thì nó sẽ tự nó chạy, nó sạc chừng 5-10 phút, chừng nào nó đầy thôi là tự nhiên nó ngưng thôi, ok. Các bạn dùng nhiều á thì nó sạc lâu hơn, các bạn dùng ít á, thì sạc rất là lẹ, nó tự nó ngừng thôi, ok. Thì sau khi sạc xong rồi á, thì mình sẽ bắt đầu mình gắm cái ống khí nè, cái ống dây từ cái súng đó, ống đó, gắn nó vô. Lúc bạn gắn nó vô á thì nhớ đừng có dặn này trước nha, luôn luôn là mình để cái này á trừ, là coi như là tắt nó luôn, là đừng có dặn nó ra, ok. Tắt nó luôn vậy nè, tắt hẳn luôn, rồi mình mới ấn cái nút này vô để mình gắm cái dây này vô, ok.
các bạn không làm á, các bạn mà dặn cái này trước á là khí nó dằn ra luôn á, giống như là nó này hơi mắc cười, nhưng mà cái lúc mà các bạn dùng xong rồi á là các bạn phải dặn tắt nó đi. Các bạn mà không tắt đó đó, mấy bạn bạn mà không tắt nó đó mà bạn bấm cái này ra đó là nó bắn nguyên cái dây này ra luôn, mà trúng mặt là ra là coi như là xong luôn á. Cho nên là luôn luôn là mình phải tắt cái tắt nó hẳn luôn, rồi mình mới bấm cái nút này để cho mình tháo dây này ra. Ok, tại có nhiều bạn á, dây sẽ bị xì này nọ đó, thì tốt nhất mình tắt rồi mình tháo dây ra. Mà thường thường á, mình không có tháo bên đây, mình để nó on vậy đó, rồi xong rồi mình tháo là mình tháo bên đây nè, tại vì bên đây cái súng của mình nó bị xì, cho nên mình luôn luôn mình lúc nào mình cũng tháo ở bên đây hết á. Ok, thì coi như là mình chỉ các bạn về tháo gắn hết rồi, phải không, cái nào dùng như thế nào rồi gì. Thì đây con nhện nhện nó nè, trời đất ơi, không biết đập nó rồi nó có văng đi đâu hay nó rớt đâu rồi ha. Ok, hy vọng là nó chết rồi chứ đừng bò vô người mình. Ok, con nhện nhỏ mà không sao, nhưng mà không biết được đâu. Ớn lắm. Ok, thì cái kim này là cái kim của mình dùng. Ok, cái kim này là kim của cây súng của mình á. Ok, cái kim này á là mình dẫn nó lên nè, mình mà dẫn nó lên á, mình dẫn nó lên khoảng chừng, để coi nó lên nhiều à, nghe nó xì không, mình càng dẫn nó lên á là nó lên tới 40, mình chỉnh chừng 450 là đủ rồi. 450 là mình có thể dùng cây súng mình á là mình bắn coi như là bắn mấy cái bụi đất cát này nọ là nó cũng văng hết rồi, nó mạnh lắm. 40, 45, 50 là nó mạnh lắm. Ok, mà hình như nó chỉ cho lên tới đó thôi chứ không, nó không lên tới 90 được đâu cho các bạn đâu. Ok, tại vì nó để dành để mình còn bắn dài dài, mình bắn hết cát bụi khoảng chừng mấy phút nó mới hết chứ bộ, chứ đâu phải là nó hết liền đâu. Cho nên cái bình này nó cũng bự, 21 gallon luôn mà các bạn. Ok, thì đó, thì giờ mình đã dặn lên tới khoảng chừng 45-50 đúng không, là mình có khí chuẩn bị coi như dặn ra rồi. Đây dặn ra rồi đó, có khí chuẩn bị ra cái súng rồi đó. Bây giờ mình chỉ cần nạp cái súng vô thôi. Ok, gắn cái súng vô cái ống này nè, thì nãy mình đã chỉ rồi, giờ mình dùng có một tay, không biết mình làm có được hay không, để coi hên xui ha. Ok, có bộ là hơi khó nha. Ok, để mình nạp nó vô đây. Ui cha, có một con ong lớn nó bay vòng vòng. Có một con ong, hai con ong luôn, quá cha ơi. Ong này ong dữ nha. Ây, tại sao mày lại bay ở đây? Ok, hy vọng nó không bay vòng vòng đây luôn lúc mình đang nói chuyện với các bạn, nếu không mình phải tắt cái máy nữa để mà edit vô phần thứ ba nữa, phiền lắm. Ok, bây giờ mình đang chuẩn bị đó, hai con ong bự lên các bạn. Ok, bây giờ mình phải sợ ong, tại ong nó chích mình tởn lắm rồi, mình bị vô nhập viện luôn rồi, mình rất là sợ ong. Ok, ai nói gì nói chứ mình bây giờ mà hoàn cảnh của mình là rất là sợ ong, tại nó mà chích một phát á là mình có thể vô bệnh viện. Ok, hoặc là nằm luôn. Ok, bây giờ để mình để cái phone đây chút xíu nha, để coi mình gắm, mình tại mình phải cần gắm cái ống này vô cái súng này nè, mà dùng có một tay không gắn được. Ok, bây giờ mình làm gì thử coi. Ok, mình đã gắn vô được rồi. Ok, gắn vô được rồi nhưng mà nó bị xì. Ok, cho nên các bạn mà cây súng nào các bạn mà bị xì á thì nhớ nha, một là tắt nó lại để cho nó hết xì, nếu không nó hết khí của mình phải sạc hoài rồi. Ok, hai á là rút cái súng ra luôn. Ok, bắn cái súng ra cho nó đi ra, nó khỏi xì nữa nè. À, hết xì nè. À, hết xì rồi, thấy không, thì mình giữ được khí, thấy không, giữ được thêm nhiều khí để mình làm thêm nhiều việc khác nữa. Ok, thì để mình gắn trở lại nha, để mình chỉ các bạn là bắn cái súng này luôn. Rửa cái máy xe chứ, xịt máy xe cho nó sạch. Ok, bây giờ tối rồi nhưng mà mình cũng không muốn làm cái video này lúc tối, nhưng mà tình trạng hoàn cảnh nó vậy thì nó vậy thôi. Ok, thì bây giờ là coi như là đầy đủ khí e rồi đúng không, đầy đủ khí rồi. Bây giờ mình có khí mạnh rồi, mình có thể xịt nè, bấm như bắn súng vậy đó, xịt nè giờ mấy cái chỗ dơ đất cát mà nó bay hết rồi, thấy chưa nè, coi nè, đất cát nó bay hết luôn. Đây, coi như là mình xịt hết tất cả đất cát bụi xung quanh cái máy của mình á. Cả mấy tuần nay mình đậu ở trên đây, sau khi chiếc xe mình được câu lên trên đây á thì mình đậu nó cũng khá là lâu rồi, cho nên bây giờ nguyên một con ong bự, trời ơi, mới xịt nó văng luôn rồi.
Sorry nha, tao phải xịt mày ra chỗ khác, cái chỗ tao làm mà. Mày đâu có thể nào tới đây được. Phải xịt mày đi chỗ khác thôi. Trời ơi. Đáng lý là phải lấy cái thuốc xịt xịt nó mới đúng đó, chứ không phải lấy cái này. Lấy cái này hồi nữa nó chích mình nữa, chết luôn. Mệt lắm. Ok, hy vọng nó không trở lại nữa đi. Để mình xịt cái máy vài lần để cho các bạn thấy. Có thể là cái tổ ong nó đã làm ở dưới đây rồi. Ok, mình nghi là như vậy á. Cho nên nay mai á, mình sẽ xuống mình coi coi cái máy ở dưới đây nó có tổ ong hay không nữa. Trước khi mình... Ok, giờ để mình tắt mình nói chút xíu đã. Ok, sau khi mà mình clean xong cái máy mình á, xịt đất cát bụi xong cái máy của mình rồi đó, thì lúc đó mình sẽ bắt đầu sửa cái máy, chỉnh cái máy, vô tìm tòi này nọ. Thì lúc mình làm á, mình phải nâng cái chiếc xe lên đúng không? Trước khi nâng á, thì mình sẽ sửa chỉnh những cái, chẳng hạn như là mình sẽ sửa dây điện này nọ, check dây điện, mình phải check dây điện coi cái dây điện cái chỗ nào nó có bị đứt hay là sao sao đó. Thì đầu tiên sau khi mình xịt bắn hết tất cả coi như là đất cát bụi xung quanh cái máy này cho sạch rồi đó, tại trong đây nè, trong đây cũng có cát đất cát bụi này nha, mình để đây có mấy tuần rồi, trên đất cát bụi nó bay vô những cái dây điện của mình nè, chỗ cắm dây điện á, thì mình phải clean hết sạch. Xong rồi á là mình sẽ check dây điện. Ok, cái bước đầu tiên á mình sẽ làm sau khi mình thổi sạch bụi rồi đó, là mình sẽ check đường dây điện. Ok, check hết tất cả những cái dây điện trong máy đó. Đó, ok, check hết tất cả dây điện trong máy coi có dây điện nào nó bị không có quớt đúng, nó bị đứt đoạn hay là nó bị coi gì đứt dây hay là dây nó cũ rồi nó hư, thì mình sẽ check những cái đó. Sau khi mình nghiên cứu cũng một khá là lâu một thời gian ở trên online này nọ, thì mình cũng có một chút kiến thức về check dây điện cho xe này nọ, thì mình có thể check cái dây điện lúc mà cái dây điện nó bị đó gọi là parasitic check dây điện á, check dây điện này không phải là check dây điện bình thường nha, check coi như có chỗ nào mà nó bị kiểu như là bị vấn đề đó. Mình sẽ check những cái dây điện cái chỗ nào mà nó bị kiểu như là wow, con ong bự nè, cho các bạn thấy luôn nè, hai con luôn đang tính tấn công mình đó nha, hai con hai em luôn á. Wow, trời ơi, nguy hiểm quá. Kiểu này là phải đi kiếm cái thuốc xịt đó. Thuốc xịt mình để túi bên kia lận. Ok, không muốn mất nhiều thời gian quá để mình vô chi tiết vấn đề trở lại, là mình nói là về check dây điện. Không phải là check dây điện như là check bình này nọ. Bình thường là mình biết có còn bình hay không, hay là cái dây điện nó có điện hay không, cái đó rất là bình thường. Ở đây mình nói là check cái như là dây điện bị đứt này nọ đó, thì mình check dây điện là check cái đó, check những cái dây điện này có cái dây nào bị cũ quá, bị đứt, bị hư hay sao đó, thì mình biết được. Ok, mình có nghiên cứu là mình sẽ biết check cái dây điện nó bị như thế nào. Sau khi check rồi á, tại cái xe mình nó có rất là nhiều vấn đề. Ok, nó có rất là nhiều vấn đề, tại sao nó bị nằm đường nó hư. Ok, nó chết máy. Có bốn cái vấn đề là mình phát giác được, bốn vấn đề lớn đó nha. Wow, con ong bự nó đang tấn công mình, đang chui vô tay áo mình này nọ, mình quảng quá. Ok, chắc là mình phải đi lấy cái lấy cái thuốc xịt quá thiệt luôn á. Để tao xong người ta lấy thuốc xịt, tao xịt tụi bay hết á. Trời ơi, hình như là cái tổ ong nó đã nằm ở dưới xe rồi hay sao á các bạn ơi. Tổ ong nó vòng vòng đây rồi, sao mà thấy nó bu ở đây nhiều quá. Ok, mình rất là sợ. Ok, sau khi mình check này nọ, chắc có lẽ là mình phải check kỹ càng đàng hoàng trước khi mình chui xuống gầm xe mình làm việc quá. Ok, để nói một chút xíu nữa là sau khi mình check dây điện rồi đó, tại vì nó có bốn vấn đề lớn. Ok, bốn vấn đề lớn tại sao máy mình nó bị nằm đường. Thứ nhất á, không phải bình rồi đó, bình là mình thấy tốt rồi đó. Bây giờ nói về bình, mình vừa mới mua hai cái bình mới rồi, thì mình sẽ cho các bạn coi. Nếu các bạn vô xem video mình thì các bạn sẽ thấy mình mới mua hai cái bình mới rồi. Một cái bình cho cái bình không phải là mới tinh nha, cũng good thôi, bình mới. Một cái bình cho xe này và một cái bình cho cái xe màu xanh đằng sau mình, là chiếc 99 Eclipse mua trần á, y chang như chiếc này thôi, nhưng mà đời 99 mà mua trần. Ok, mua vải đó. Thì mình mua hai cái bình cho hai chiếc. Thì cái bình thì không phải là vấn đề của xe này, nó bị hư rồi. Tại vì cái bình mình bỏ bình mới rồi nó cũng bị y chang vậy thôi.
thì mình biết là tới ba bốn cái vấn đề lớn là tại sao cái xe mình nó bị nằm đường rồi. Thì cái bình không phải là một trong vấn đề đó rồi. À, ok, thì mình sẽ lấy cái bình đó, mình check những cái dây điện trước cái đã. Ok, tại mình cần cái bình. Mình mới check được mấy dây điện xung quanh máy. Ok. Ok. Xong rồi á. Rồi á, rồi mình sau khi mình check dây điện này nọ rồi đó. Nếu mà không phải dây điện á, còn nếu mà thiệt là dây điện á là mình phải kiếm cách mình sửa nó, chẳng hạn như thay dây mới là hay sao đó. Ok, làm sao cho đường dây điện nó quớt trở lại, hay là thay cục chì hay sao đó đó. Nếu mà không phải vì dây điện á, hoàn toàn không phải vì dây điện mà vì gì khác á, thì có thể là về cái gì, thì có thể là về cái cục đời. Ngay cái chỗ này là ngay cái chỗ mà lúc mà mình bị chết máy á, khói nó lên. Ok, khói nó lên chính giữa của cục đời và cái amaya, cái gọi là cái clutch á, cái amaya là cái với là cái hộp số nó nằm bên đây nè, cái amaya ngay chính giữa nè, thì khói nó lên trên đây. Ok, và cái máy cốc máy mình nó nằm phía bên trái đúng không, thì khói nó lên ngay chính giữa. Thì mình biết ngay chính giữa đó là một á, là cái răng của cái cục đời hoặc là cái răng của cái amaya nó bị cắt đoạn đi, nó bị đứt, nó bị gãy, hay là nó làm cái cục đời của mình, cái răng á, nó không ăn vô cái amaya, cho nên nó tự nhiên chạy, cái nó tự nhiên nó ngừng chạy, nó ngừng quay rồi. Mà cái cục đời mình nó muốn quay nó quay không có được, tại vì sở dĩ như vậy á, là vấn đề là như vậy á, nó quay không được. Ok. Thì wow, ông nhiều quá, biết sao đâu, nhiều ông quá. Ok, nó quay không có được, cái vấn đề nó quay không có được á, mình nghĩ là nó quay không được cho nên nó cứ quay chút xíu cái nó ngừng à, chết máy, là khói lên, là mình nghi là cái răng nó bị rớt ra rồi, nó bị xúc ra rồi. Cái răng của cuộc đời hoặc là cái răng của cái amaya đó. Ok, ở trong đó đó, cái clutch á, lúc mà mấy tụi mà mẻ mà mình mướn nó ráp cái máy mình, nó ráp tầm bậy tầm bạ không à. Đó, nó ráp không có được đúng hay sao, nó ráp coi như là cái khúc đó nó ráp tầm bậy, nó muốn làm cho xe mình hư. Cái còn còn cái khác nữa còn cái khác nữa nó muốn làm cho xe mình hư nữa là mình nói về cái bộ phận EGR. Ok, cái bộ phận EGR là cái này nè đó, cái gasket đó đó, lúc mà mình bị chết máy mình câu nhà đó, mình check cái gasket đó nó bị rời ra luôn, có nghĩa là họ hai cái ông mễ đó không có gắn cái casket cho mình đàng hoàng, nó bị rớt ra luôn, mà nó bị rớt phân nửa ra luôn, cho nên nó bị bít cái ống khói xăng với lại ống khói khí đó, đó. Cho nên nó khiến cho cái xe mình chạy rất là yếu từ đầu tới giờ, từ từ đầu lúc mà họ gắn vô tới giờ là nó chạy yếu lắm. Rồi sau một thời gian 6 tháng đó, là nó mới chết, nó mới nằm đường, đúng không? Nó bây giờ đó, coi như mình phát giác là trễ rồi, là quá trễ rồi. Ok, là mình phải coi như là bây giờ là mình phải clean cái bộ phận đó, rồi clean luôn cái bộ phận to đồ này nè, là cái con bướm bướm á, bộ phận bướm bướm đó nè, mình phải clean cho nó sạch luôn. Ok, thì cái vấn đề mà bị nghẹt đó nó sẽ tốt trở lại, chứ bây giờ nó bị nghẹt quá rồi, tại vì họ gắn cái ron đó, họ gắn cái casket đó, họ gắn cái ron đó không có được đúng. Ok, họ gắn méo. Ok, cho nên nó hả là làm cái đường ống khí của mình á, ống khí xăng với ống khí đó, nó không có chạy đều, cho nên bây giờ nó nghẹt luôn rồi. Ok, thì đó là cái lý do thứ nhì tại sao cái máy mình bị nằm đường đó, hai cái lý do lớn á. Ok, còn cái lý do thứ ba tại sao cái chiếc xe mình nó bị hư nữa đó, là có thể là để coi mình nói về cái EGR xong chưa ha. Đó thì cái EGR là vậy đó, cái EGR là bộ phận xăng với lại khí á, nó làm cái ron của mình méo á. Ok, thì nó nghẹt luôn. Bây giờ là mình chỉ có cách là mình thay cái cục EGR này nè mới. Đấy, có thể nó bị yếu quá rồi, thay hai cái bộ phận EGR này, hai cục ống này nè mới. Hai là phải clean nó, rồi clean luôn cái bơm bướm luôn với mấy cái ống này nọ đó, clean cho nó sạch. Rồi phải check lại mấy cái đường dây xăng này nọ nữa. Ok, cái đó là trong một trong trong một cái hai luôn, lẫn hai luôn. Cái lý do thứ ba nữa đó là mình nghĩ á, là chỉ là cái cục cục đề này nè, cục đề này thì nó đi chung với lại cái hồi nãy mình nói rồi, cái răng amba da với này nọ đó, thì mình sẽ chắc chung một lúc luôn. Cái lý do thứ tư nữa đó, ok, thứ tư á, là cái cục sạc điện. Ok, cái cục sạc điện nó nằm ở dưới đây, nó mình không có thời gian, mình không có bao giờ mình check nó, và hình như đầu tiên á, mình gắn cái máy này á, là cái máy này của mình á, nó bị rỉ dầu rồi, nó bị lít dầu rồi,
bị rỉ cái dầu á, cho nên cái dầu á mình thấy luôn mà alternator là lúc trước á, cái cục sạc điện của mình á, nó nằm ở dưới đây, nó dưới cái máy này nó bị dính dầu hết luôn. Ok, cho nên mình nghĩ cái cục sạc điện của mình á, bây giờ nó bị dính dầu tùm lum hết rồi. Ok, nó dính dầu nhiều quá thì nó đâu hoạt động tốt được, đúng không các bạn? Rồi cái dây của nó có thể bị đứt, bị hư, bị cháy hay sao nữa, tại dính dầu á, dầu nóng mà. Thì cho nên mình nghĩ cái bộ phận cục sạc điện của mình nó bị hư. Cái cục sạc điện bị hư á, làm sao mà cái bình tốt đi nữa, mình đề vài lần cái bình nó cũng hư rồi, đúng không? Ừ, cái cục sạc điện mà không tốt á, thì cái bình có tốt cũng như không thôi, đúng không? Cái bình đề vài lần thì nó cũng chết thôi, tại cục sạc điện nó đã hư rồi. Cho nên mình nghi là cái cục sạc điện nó bị hư rồi. Đó, mình sẽ chui xuống, mình tháo, mình thay, mình check, mình coi dây điện, coi check dây điện rồi coi lấy ra luôn. Xong rồi nếu mà không phải dây điện á, hoặc là không phải dây điện của cái cục đề nè, tại cái cục đề này mình nghĩ là mình cần phải thay cái dây điện của nó luôn. Tại cái dây điện của nó nè, à, hai dây điện cộng trừ của nó nè, nó cũ quá rồi. Mình nghĩ là mình phải cần clean nó lại hoặc là thay cái dây điện mới. Ok, dây điện cộng của cái cục đề với cộng của cục bình nè, cục bình à, dây điện cộng âm và dương của bình với là cục đề nè, ok, hai dây điện bự này nè. Thì nè, cái dây điện cục đề, cái dây điện cộng nè, ở trong nó đã bị cái như là, như các bạn thấy rõ đó, ở trong nó bị melt luôn, có nghĩa là nó bị cháy ở trong á, không? Nó bị cháy như nó nhão luôn mà, nó nhão ở trong luôn, cho nên mấy cái cục đồng này nè. Rồi mấy cục đồng này nó cũng bị cũ nữa, nó cũ rồi thấy không? Cái đồng này nó cũ rồi. Cái dây đồng này nó cũ rồi thấy không? Rồi cái lúc trước mình gắn cái bình vô, mình gắn cái dây trừ này đó, nó bị nhát lửa luôn, nó bị nhái lửa luôn, có nghĩa là mình nghĩ là cái dây này nó bị defect rồi. Cái dây này nó cũ hay là nó sao á, nó cũ rồi, nó dơ hay sao á, cho nên nó cần phải thay cái dây với cái cục này luôn. Cái cục mà gắn vô cái bình á, hai cái cục này nè, thay mới hết luôn. Nói chung là thay mới hai cục đó rồi thay mới luôn dây luôn để coi nó như thế nào. Ok, mình nghi là cái dây này nó cũ quá rồi nè, nó bị nhão nhựa luôn mà, nhão nhựa trong cái dây đồng luôn mà. Ở ngoài thì không có sao đó, nhưng mà ở trong nó bị nhão nhựa luôn mà, thấy không? Đó. Rồi có lúc mình gắn vô cái bình đó, thì nó bị nhạt lửa, nhạt điện, giống như là cái dây ground này nó có vấn đề á, nó bị dây ground này nó chắc có lẽ là dây ground này nó chung với cái dây cộng này nè, hai cái dây nó mình lúc đó mình băng keo nó sát chứ, cho nên có thể như vậy là không có tốt. Tại hai cái dây này á, thấy không, nó dính lẹo gì nè thì cũng đâu có tốt đâu, không, một dây cộng một dây trừ mà dính như vậy á thì không có tốt, đúng không? Chắc là mình phải cắt ra, mình cho nó rời ra luôn á. Sau khi mình làm cái dây mới là mình phải cho nó rời ra, thấy không? Cái dây cộng với dây trừ nè, cái dây ground là cái dây trừ á thì nó gắm vô cái hộp số, đúng không, để cho nó có điện. Còn cái dây cộng á thì nó cũng gần sát nhau, thấy không? Thấy không? Rồi dây cộng á thì nó đi qua cái dây cộng á thì nó đi qua cái cục đề. Nhưng mà chắc là mình phải tách ra rồi, tại nó nằm sát như vậy thì cũng không có đúng, không tốt, cho nên nó khiến nó bị nhái lửa đó, mình nghi là như vậy thôi. Nhưng mà mình sẽ co lại và mình sẽ có thể là sẽ thay đổi dây mới luôn. Ok, đó là bốn cái nguyên do, lý do tại sao mình nghĩ á, chắc chắn á, là có thể là bốn cái nguyên do đó, tại xe mình bị nhiều vấn đề lắm, là có bốn cái vấn đề lận. Ok, thì bốn cái lý do đó tại sao xe mình bị chết máy nằm đường á. Thì sau khi mấy cái đó rồi á, lần cuối á, trước khi mà mình đội chiếc xe lên, mình chui xuống mình làm cái gì đó, chẳng hạn như là mình sẽ tháo cái nắp máy này nè lên để coi ở trong nó có bị gãy cái gì hay không. Ok, và mình sẽ tháo cái ống bô chui xuống, tháo cái nắp nhớt luôn, cái nắp nhớt ở dưới đó, tháo ra coi cái máy trong cốc máy nó có bị gãy, nó bị hư cái gì hay không, nó bị gãy, bị sút cái gì hay không. Thì lúc đó là mình mới biết thật sự, tại vì mình có nghe nó bị rớt cái gì mà. Mình có nghe lúc khói lên á, mình có nghe nó bị giống như nó bị muốn gãy cái gì á, nó rớt cái gì đó ở trong cái máy đó. Ok, mà mình thật sự là muốn có còn một cách nữa là mình có thể rọi vô trong cái piston để mình coi cái piston của mình á, ở trong bốn cái piston này nè, cái máy này tới bốn piston lận, là piston là piston gọi là piston á. Ok, là bốn cái piston á có thể nó bị dơ quá rồi hay sao đó, là mình có cái máy. Ok, có cái máy mắc tiền lắm, nó có luôn cái camera nhỏ xíu à. Rồi mình bỏ cái camera đó vô trong cái lỗ này nè, nó đi xuống nó rọi xung quanh cái cốc máy trên, rồi nó rọi ở dưới cái piston luôn, là xung quanh cái piston nó rọi được luôn. Cái máy đó ở trên đây mình có cái máy rồi mình coi giống như cái tivi đó. Rồi mình bỏ cái camera nhỏ xíu à, cái dây camera nhỏ xíu mình bỏ xuống, mình coi soi là ở trên đây mình coi được á,
là xung quanh cái máy á, nó bị nứt chỗ nào, nó bị lít nhớt, lít nước xanh sao á, mình coi được hết luôn đó. Mà cái máy đó mắc quá, cái máy đó mình nghĩ cả 500 tới 1.000 đồng á, đâu có tiền đâu mà mua. Mình có gọi họ AutoZone, mấy chỗ làm xe, mấy chỗ bán đồ nghề xe xung quanh, họ không có cho mướn cái đó. Cái đó mắc quá, họ đâu có cho mướn. Có thể họ bán, mà bán phải order online mới được. Ok, thì mình có nghiên cứu, mình có thấy vài mấy anh ở trên trên mạng nè, mấy anh thợ sửa xe đó, thì mấy anh có cái máy đó, mấy anh check ngon luôn. Mấy anh check là coi như là biết được, ồ ông bự quá, coi như là biết được lúc nào, coi như là rọi được xung quanh cái máy, là ở trên cốc máy, dưới cốc máy là thấy coi như là nhớt hoặc là nước xanh nó bị rỉ, là họ thấy được hết luôn. Trời ơi, cái máy đó đã tuyệt vời, mình thích cái máy camera nó lắm, nhưng mà chắc có lẽ mắc quá. Mình cũng chưa có nghiên cứu, mình cũng chưa có như là lên trên mạng coi nó thật sự nó là bao nhiêu, cái máy nào là rẻ nhất. Cái máy đó chắc cũng nhiều loại lắm, coi loại rẻ nhất nó khoảng nhiều. Mà có cái máy đó đó thì các bạn mới có thể thấy rọi soi, thấy hết tất cả về ở trong cái cốt máy của các bạn. Coi trong cốt máy mình có chỗ nào bị nứt, chỗ nào bị lít nhớt, lít nước xanh, nói chung là nó coi được hết luôn. À, tốt hơn là các bạn đi mướn hoặc là có những cái dụng cụ, những cái đồ nghề á, có những cái đồ nghề mình có thể mướn về mình check, chẳng hạn như check compression, check compressor là check cái độ khí với cái độ dầu á, thì mình có thể mướn những cái máy đó cũng được. Nhưng mà máy của mình á, bây giờ nó đâu có nổ sao mình cũng khó check được cái đó lắm. Ok, máy mình ít ra nó cũng có đề lên hoặc là nó nổ, thì mình có thể mình mướn những cái đồ nghề đó về mình check. Ok, mình check là coi cái độ compressor, cái độ độ mạnh của nhớt nó bắn ra như thế nào, hoặc là độ mạnh của cái khí hay là cái xăng nó bắn như thế nào. Bây giờ xe mình đâu có đề được đâu mà check được mấy cái đó, cho nên bây giờ mình có mướn mấy cái đồ nghề đó cũng vậy à. Bây giờ mình chỉ còn cách đó là tháo ra coi trong cái máy coi nó bị gãy cái gì không thôi, phải không? Đó là cách, cái đó là cái phương pháp cuối cùng luôn á, sau khi là mình check dây điện này nọ đó, sau khi là mình tháo cái cục đề ra, check ở trên đây mà nó không được là mình phải tháo nó ra để mình coi nó có bị gãy cái gì hay không, phải không? Rồi đem vô tiệm, rồi mình tháo luôn cái cục sạc điện nữa, đem vô tiệm để cho họ check. Nếu mà ở nhà mình check mà không được á, mình sẽ đem vô tiệm. Thì mình có thể đem vô cái tiệm gần nhà nè, cái tiệm mà sửa xe, cái tiệm mà bán đồ nghề xe đó, họ có cái máy họ check cho mình luôn, free. Ok, nếu mà ở nhà mà mình có đồ nghề, chẳng hạn mình có cái voltmeter thì mình check được luôn. Ok, thì mình cũng có voltmeter, mình có cái máy check điện này nọ, thì mình cũng có thể check được mấy cái đó, có thể check cục sạc điện, rồi có thể check cái cục đề bằng cái máy này nè. Đây mình cho các bạn coi luôn nè, đó cái máy của mình đó. Cái máy này rẻ tiền lắm, có mấy đồng bạc thôi mà có thể check được hết luôn á, không cần cái máy mắc tiền. Ok, cái máy mắc tiền là mình muốn check độ nước này nọ thì mình cần mua cái máy mắc tiền, chứ cái máy rẻ tiền như vậy á, nó bán có mấy đồng bạc á, thì mình có thể check coi như check điện, check âm, check dương, check bình được hết á. Ok, còn mà các bạn mà muốn cái máy ngon hơn nữa đó, thì nó check tới cái độ temperature, cái độ nước nóng này nọ luôn. Ok, thì cái đó thì tối tân hơn. Nhưng mà mình check, nói chung là mình check sửa xe, mình check xe mình tại sao bị check máy này nọ đó, check dây điện á, check bình này nọ đó, thì cần cái máy 5 đồng đó thôi cũng đủ rồi. Ok, ok, vậy đến đây là mình nói đến đây rồi cũng nhiều lắm rồi. Chắc mình cắt ráp vô cái video này chắc cũng lâu lắm. Thì đây là một cái video luôn nha. Ok, mình sẽ ráp cái phần kia vô nữa. Ok, vậy thôi. Vậy thì mình nói tới đây thì chắc cũng các bạn đủ hiểu rồi. Thì sau khi mình check dây điện này nọ hết rồi, tháo ra check rồi không được rồi đem vô cho cái tiệm nó check. Mà mấy cái cục đề với cục ấy, cái cục sạch điện mà nó không có work, có nghĩa là cũ rồi đó, là mình phải thay thôi, bắt buộc mình phải thay. Hai á, là mình sửa nó, vậy thôi. Thì lúc đó là mình sẽ cho các bạn biết chi tiết như thế nào nha. Sau khi chừng vài ngày nữa thì lúc đó là mình sẽ đổi chiếc xe lên, là mình phải clean hết tất cả dưới, chẳng hạn như có con này con kia nó ở trong đó lâu quá rồi, có thể có tổ ong nữa, thì mình phải clean hết tất cả trước khi là mình nâng chiếc xe lên để mình chui xuống đó mình tháo đồ này nọ. Thì mình dự định là sửa không được là mình sẽ tháo đồ để bán, rồi sẽ bán sát dụng nguyên chiếc xe luôn nếu mà không được. Ok, tại vì mình còn tới mấy chiếc xe lận mà mình thời gian mình rất là hẹp, mình còn có vài tháng nữa có thể nhà mình mua rồi, cho nên mình phải giải tán hết mấy chiếc xe này thôi. Ok, vậy thì mình nói đến đây thì cũng đã nhiều quá rồi, cũng đủ rồi ha các bạn. Chắc cũng hiểu biết mình đang cái tình trạng của mình là đang làm cái gì rồi, đúng không? Thì
bước kế tiếp là mình sẽ làm như vậy đó. Trong tương lai không biết làm sao, nhưng mà tới đâu hay tới đó thôi. Bây giờ sửa được sửa, không sửa được thì dục đo hà bán thôi chứ sao giờ. Ok các bạn. Ok, như vậy thì vậy thôi ha. Cảm ơn các bạn đã xem video của Quang Dương đến đây, cái video này nha. Nhớ like, comment ở dưới, và đặc biệt nhất là subscribe nha. Nếu các bạn ai chưa subscribe cái channel đài của mình ấy, thì nhớ subscribe nha. Nhớ đăng ký đài mình nha. Và mình sẽ hẹn các bạn ở cái video kế tiếp, hẹn lần sau nha. Chúc các bạn thành công và ngủ ngon. Cảm ơn các bạn đã xem đài video của mình, và xin gặp hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye, good night.